Chưa cho chị mời ăn thôi, hồi nào em lấy luôn chờ nhân ta ăn lâu rồi, chuẩn bị ăn cơm chiều rồi, giờ mới hỏi ăn cơm trưa chưa. À, cái gì là em ăn cơm trưa kể vậy? Ừ, bây giờ rồi
bóc chị ít bông rồi đi như rồi. Bao lâu rồi em chưa đi vậy em? 3 tuần rồi. Đi mụn lâu nó chai hết rồi. Tuần sau ghé liên tục nữa nha. 2-3 lần rồi cho nó hết đi. Chị mà đi lâu này đi nó chai hết mụn luôn á. Nhà có sức thuốc không? Có. Ừ. Cho miếng bông miếng nước đi nhớ. Sao chuẩn bị cho chị, lúc nào chuẩn bị cho chị một cái đây. Bông nhúng nước. Bữa sau khi nào có con live quay phim thì cứ chuẩn bị chị miếng đây. Đỡ phải kêu.
chính xác như mặt chị ạ.